9 điều tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai, dù là người nhà hay thân thiết đến mấy. Kính thưa quý vị và các bạn, có những lời nói ra có thể tạo nghiệp, vì thế dù là người nhà hay người thân đến mấy cũng tuyệt đối không nên nói. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp xấu là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Một lời nói vô tình hay hữu ý có thể tạo nghiệp. Thưa quý vị, trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện. Người thiện không nhận lời mắng chửi đó, thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời, phun nước bọt không tới trời, mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau, mọi người có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não. Đó là điều không hay. Lẽ dĩ nhiên không phải lời thị phi nào cũng dễ bỏ ngoài tai. Có những lời sỉ nhục nhân cách tác động không chỉ tới riêng ta, mà còn tạo làn sóng dư luận đến tâm lý những người quanh ta. Họ có thể từ chỗ lời thị phi mà nhìn nhận không đúng về ta. Cứ bình tĩnh, bởi lẽ những lời thị phi sẽ chỉ ảnh hưởng được những ai hời hợt qua loa đánh giá vấn đề từ cửa miệng. Những người sâu sắc, thâm trầm, có tri thức thì biết nhìn sâu nhìn rộng và chỉ có nhận xét khi đã thẩm định kỹ càng. Thế nên, nếu ta đúng thì hãy giữ vững sự kiên định của tâm thức, bởi chẳng khó khăn gì khi ta vượt qua những lời ong tiếng ve không sự thật, không căn cứ. Thưa quý vị, theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Sau đây là 9 điều tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. 1. Không nên nói những lời chán nản, làm mất ý chí. Có những người rất hay nói những lời chán nản, lời làm nhục ý chí. Kỳ thực cuộc sống nên nhận được sự cổ vũ khích lệ của người khác. Cho dù không có người động viên mình thì cũng phải tự động viên mình. Tự bản thân mình không cổ vũ, khích lệ chí hướng của mình, ngược lại còn thường xuyên nói những lời chán nản thì tự nhiên sẽ khiến mình đắm chìm trong tuyệt vọng. Khi con người đắm chìm trong tuyệt vọng, nhìn đâu đâu cũng không thấy có hy vọng, có tương lai, thì sẽ không còn quý trọng bản thân mình, và họ dễ dàng bị rơi vào sa đọa mà hủy hoại cuộc sống của mình. 2. Không nên nói những lời tức giận. Con người trong lúc tức giận mà nói thì thường thiếu suy nghĩ nên sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác, có khi làm tổn thương chính bản thân mình. Con người trong lúc bị khinh bỉ xúc phạm thì tốt nhất nên giữ vững tỉnh táo, đừng tùy tiện lên tiếng, bởi vì lời nói lúc nổi nóng sẽ rất khó nghe, thậm chí có thể khiến người khác ám ảnh cả đời mà không thể quên được. Đối với cha mẹ thì lời nói trong lúc tức giận của con cái sẽ khiến họ rất đau lòng. Đối với con cái trẻ nhỏ thì lời nói trong lúc bực tức của cha mẹ có thể khiến trẻ chán nản mà tìm đến con đường cùng. 3. Không nên nói những lời phàn nàn, oán trách. Con người khi không hài lòng thường hay nói những lời phàn nàn, oán trách, oán hận cấp trên, oán trách bạn bè hay thậm chí oán hận cả người nhà. Nếu như bạn thường xuyên nói những lời phàn nàn, sau khi người khác nghe được họ có thể sẽ mượn lời của bạn mà bàn luận thị phi, nói bạn oán trách người này người kia, đối phó người này người kia. Lúc ấy, chẳng phải bạn sẽ là người chịu quả đắng sao? 4. Không nên nói những lời tổn hại người khác. Có người lỗ mãng, không tôn trọng, không bao dung người khác, thường xuyên nói những lời tổn hại đến người khác. Có lúc là hại người lợi mình, nhưng cũng nhiều khi là
hại người hại mình. Lời nói làm tổn hại người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người khác coi nhẹ, nên chỗ bị thương lại là vĩnh viễn. 5. Không nên nói những lời khoe khoang. Có những người rất yêu thích nói lời tuyên truyền về mình, quảng cáo bản thân mình, khoe khoang bản thân mình, khiến người khác nghe xong đều không thấy đồng tình. Cho nên, việc tự mình khoe khoang về bản thân là không có lợi ích thực tế, mà trái lại còn làm tổn thương mình. Nếu bạn muốn mình vĩ đại, hãy làm một số việc vĩ đại. Việc vĩ đại sẽ được người khác đánh giá nhận định, còn bản thân mình thì khiêm tốn vẫn là quan trọng hơn. 6. Không nên nói những lời dối trá. Trong 5 giới cấm của Phật giáo thì nói dối là một trong số giới cấm đó. Lời nói dối chính là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng nói là sai, sai nói là đúng, hay nói ngắn gọn rằng lời nói dối là lời nói không thật. Nói những lời nói dối không chỉ đem tai họa đến cho người khác, mà còn đem cả tai họa đến cho bản thân mình. Thường xuyên nói dối khiến người khác không còn tin tưởng mình, thậm chí khi nhắc đến mình người ta đã thấy coi thường. 7. Không nên nói những lời thuộc về bí mật. Có rất nhiều điều cần giữ bí mật, như bí mật giữa nhân viên công ty, bí mật trong gia đình, bí mật của công ty, bí mật của bạn bè, bí mật của quốc gia. Cho nên, chúng ta nên dưỡng thành thói quen không tiết lộ bí mật của công ty, của bạn bè và những gì gọi là bí mật đã chia sẻ với mình. Bởi vì hậu quả mà nó mang lại sẽ là rất lớn và bạn không thể lấy lại được. Sự tín nhiệm của mọi người đối với bạn cũng trở thành con số không ngay lập tức. 8. Không nên nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những điều riêng tư của bản thân mình. Việc riêng tư của bản thân mình đương nhiên cũng sẽ không muốn người khác biết. Cho nên việc riêng tư của người khác họ cũng không muốn mình nói ra. Cho dù việc bạn nói ra việc riêng tư của người khác mà không bị họ phản kháng lại thì cũng đã thể hiện ra bạn là người không có hậu phúc. Mỗi người cần một căn phòng, một căn hộ không phải chỉ là để che mưa, che nắng, vì an toàn, mà điều quan trọng nữa là vì sự riêng tư của bản thân. Bạn mặc quần áo là để giữ ấm, nhưng điều quan trọng là để che giấu đi cơ thể mình. Vì vậy, để tôn trọng lẫn nhau thì việc trước hết là cần phải tôn trọng việc riêng tư của nhau. 9. Không nên nói trước mục tiêu tương lai của bản thân. Thưa quý vị, chắc hẳn có nhiều bạn nói rằng mục tiêu phải nói cho thật nhiều người biết. Mục đích là để khi bản thân không thực hiện được sẽ cảm thấy xấu hổ, và coi đó là một loại động lực để thúc ép bản thân hàng ngày hành động để đạt bằng được mục tiêu đã công bố trước đó. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra không hoàn toàn là như vậy. Ông cha ta có câu nói trước bước không qua, không tự nhiên mà lại có câu nói vậy. Đa số chúng ta đều tin rằng nếu công bố kế hoạch và mục tiêu của mình cho những người khác, họ sẽ góp ý và giúp đỡ chúng ta, nhờ đó kế hoạch dễ thành công hơn. Tuy nhiên, theo giáo sư Peter Goldweiser của Đại học New York đã chứng minh điều ngược lại, dựa trên kết quả một nghiên cứu trong cuốn Symbolic Self Compassion xuất bản năm 1982, việc tiết lộ kế hoạch cho người khác sẽ làm giảm khả năng thực hiện được kế hoạch đó. Mục tiêu đặt ra chính là sức mạnh bên trong mỗi con người. Không nên đề cập mục tiêu với người khác, đặc biệt với những người không phù hợp, bởi nếu thành công, mọi người sẽ tự nhiên biết đến và ngưỡng mộ bạn. Ngay cả khi thất bại cũng chẳng ai cười bạn. Vì vậy, nên kín tiếng, kiệm lời, không tiết lộ những mục tiêu mà bạn cho rằng đó là bí mật của mình, bởi nếu khoa trương sẽ bị nhiều người nhòm ngó, gièm pha, và rất nhiều rào cản vô hình không tên khác xuất hiện. Điều này bản thân tôi đã gặp khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, làm cho bản thân nặng nề và khó thực hiện hơn. Tuy nhiên, người đời cũng có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu trường hợp của bạn nói ra mục tiêu sớm sẽ tốt hơn thì xin chúc mừng bạn. Điều này chia sẻ dựa trên sự trải nghiệm của bản thân và thông qua nghiên cứu.
tổng hợp và đúc kết lại. Hy vọng chúng hữu ích với bạn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 9 điều tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai, dù là người nhà hay thân thiết đến mấy. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.